Trình chúng tôi xin mời ông Đặng Văn Khoa, nguyên là đại biểu hội đồng nhân dân. Kính thưa quý thầy, kính thưa các anh chị, tôi hôm nay dự cái lễ ra mắt hôm nay với tâm thế và với xúc cảm của người học trò, của người trong gia đình của gia phả và đồng học. May mắn được là học trò của thầy Mặt Đường, thầy Vinh Lứa và người bạn học cùng lớp với anh Bảy Câu, anh Bền, chị Kim Dung đã qua học. Những cái điều về lịch sử, về văn hóa thì các thầy bạn chia sẻ, và xin được tham dự hôm nay với cái tâm thế và sự cảm động. Và rất là vui khi ngày hôm nay một điều đẹp trong cuộc đời đã ra đời, điều đẹp về gia phả của đồng bào, và cái điều đẹp và ra đời như vậy, như một người trong gia đình tôi phải sự có sự khâm phục, phải thể hiện sự khâm phục, không phải người vui không mà sự khâm phục. Những con người đã cần mẫn, đã toàn tâm toàn ý, đã trong sáng hết mình trong suốt hơn 20 năm qua, và bản thân tôi cũng đã đi theo các anh chị như vậy, đặc biệt là anh Đồng Thập, để ngày hôm nay chúng ta có niềm vui này. Và niềm vui này có lẽ rằng là theo tôi không phải niềm vui của người trong huyện, của câu lạc bộ, niềm vui của tất cả quý thầy, quý anh em, anh chị đã có ngày hôm nay, và với anh niềm vui của những người con dân Việt, vì sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ, anh em, cô cậu, gia đình luôn nằm trong tim của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Mà ngày hôm nay bước ra đời của viện lịch sử đồng họ cơ bộ gia phả các hoạt động là một điều rất là trân trọng, anh quý. Tôi xin bày tỏ cái niềm vui đó. Và với anh Bảy Câu có nói một điều về mặt trận, thì tôi cũng là một ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như ủy viên Mặt trận Tổ quốc thành phố. Với những cách cá nhân thôi, hơi méo óc điều vì mặt trận là nói về đoàn kết, thì tôi hình dung rằng cái đẹp ngày mai chúng ta có được có lẽ chính là trong sự đoàn kết, toàn tâm toàn ý của những người đã suốt 20 năm qua. Và có lẽ rằng phải chăng cái sự thành công, sự tồn tại và của cái viện chúng ta này chắc là cũng trên cơ sở sự toàn tâm và sự đoàn kết. Và cái hướng đến của cái viện chúng ta là cái hướng tới, kể cả phương tiện và mục đích đạt đến của viện chúng ta là hướng tới sự đoàn kết, đoàn kết của trong phạm vi nhỏ và cái lớn trong dân tộc này, có lẽ là điều cũng là cái chia sẻ cái mong muốn của bản thân tôi lớn như hoạt động của mình chúng ta đoàn kết cả dân tộc. Xin cảm ơn quý thầy, các anh chị, xin được bày tỏ niềm vui mừng. Và bản thân tôi như nói từ đầu, tự nhận là người học trò, người con của gia đình giáo phả dòng họ này, tôi sẽ tham gia tích cực và góp hết sức mình vào những hoạt động của viện lịch sử đồng học cơ hội gia phả trong thời gian tới. Xin phép được cho phép đồng chí ạ. Biểu hết sức tình cảm và cũng rất là quan minh cái thiện chí hợp tác của ông.